Hello, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel. Thì con S22, S2 Pro cộng này thì thật sự nó đang rất là hot luôn đúng không anh em? Và tính ở thời điểm hiện tại thì con này chưa có một ai gọi là quay đêm test camera con này để mà cho anh em tham khảo thực tế. Thì video này mình sẽ bay con F22 S2 Pro cộng này vào một buổi tối để cho anh em có thể là tham khảo được cái chất lượng hình ảnh của con F22 S2 Pro cộng này mang lại. Và sau đó anh em mình sẽ cùng nhau ngồi đánh giá xem coi chất lượng 4K 30 frame của F22 này thì quay đêm nó có chất lượng hay không. Đó, thì bây giờ xin mời anh em cùng theo dõi video nhé anh em ơi.
Rồi, ok, thì anh em cảm nhận như thế nào về cái chất lượng camera của con F22 S2 Pro này khi mà quay buổi đêm? Đó, thì anh em cứ bình luận bên dưới cho mình biết thêm nha anh em nha. Thì thông qua video này thì anh em cũng có một cái góc nhìn thực tế khi mà sở hữu con F22 S2 này để quay đêm xem coi là nó chất lượng thực sự hay không. Đó, thì bây giờ anh em đã có kết quả rồi nha. Còn theo như cá nhân của mình thì mình đánh giá con F22 S2 Pro cộng này về quay buổi đêm thì thật sự là không được tốt đâu anh em à. Và anh em có thể để ý rằng nhá, khi mà mình quay đêm á thì về chi tiết hình ảnh nó rất là ok luôn, nó không có bị quá bể. Nhưng mà về tổng thể á thì anh em có thể nhìn thấy được rằng là nó bị mờ, và chất lượng hình ảnh á về độ chi tiết sắc nét á thì nó hơi bị bệt bệt một chút. Còn về độ chi tiết các cái cá thể ở bên trong video thì mình thấy nó vẫn rất là ok luôn. Nhưng mà vì là cái con này nó chỉ là 4K 30 frame, và cái chất lượng lens của con này á, nó chỉ ở mức dạng gọi là trung bình khá thôi, chứ nó chưa thực sự phải là ngon lành giống như những cái dòng mà khoảng 7 đến 8 triệu đổ lên. Thì đó, những cái dòng đó thì anh em sẽ có thể là cái lens camera nó có thể sử dụng cảm biến của Sony này hay là của Canon đồ đó, thì nó sẽ xịn hơn so với lại cái con F22 này. Còn theo như mình đánh giá thì con này nó cũng chỉ gọi là tạm được thôi. Đó, về màu sắc thì anh em cũng thấy rồi, nó cũng cảm giác như là nó hơi bị nhợt nhạt đúng không anh em? Tại vì quay buổi đêm á, thì thật sự ra là mình cũng không có thấy cái gì hết, cho nên là về màu sắc thì mình cũng không đánh giá được nhiều. Đó, còn anh em nào mà có cảm nhận hay là có chia sẻ gì thì cứ bình luận bên dưới nhé, để anh em mình cùng nhau thảo luận. Đó, được chưa anh em ơi? Và con này thì thật sự khi mà anh em quay buổi ngày rất đẹp luôn, và mình đã có nhiều video test con này quay buổi ngày rồi, cho nên là mình khuyến cáo anh em nên bay con này và quay video chụp hình vào buổi ngày đủ nắng đủ sáng thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Còn buổi đêm thì giống như anh em nào mà muốn trải nghiệm, thích trải nghiệm thì anh em mình có thể là thử nha anh em ơi. Còn về chất lượng thì như anh em đã thấy rồi đấy. Rồi ok, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Nếu như anh em nào mà còn câu hỏi hay là muốn test thêm gì về cái mẫu F22 này thì cứ bình luận bên dưới cho mình biết nha anh em ơi. Và giá bán con này thì hiện tại nó chỉ có rơi vào dưới 5 triệu thôi. Mình có để cái đường link bên dưới, anh em cứ bấm vào mà tham khảo nha anh em ơi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo nhé.